bị viêm dạ dày và huyết áp cao thì nên mua cây thuốc gì ạ? Chào bạn, trường hợp của bạn là bị huyết áp cao và bệnh dạ dày thì trường hợp này bạn nên sử dụng chè dây sắc nước hoặc là hãm nước uống thay nước hàng ngày. Chè dây thì sẽ có tác dụng rất là tốt cho trường hợp bị viêm dạ dày, vừa điều trị huyết áp cao rất là hiệu quả. Thông tin thêm với bạn về chè dây như sau. Chè dây thì có tính bình và có vị thơm mát. Đây là một trong số ít những loại thảo dược rất là lành tính khi sử dụng hàng ngày và sử dụng lâu dài. Chè dây hầu như là không gây tác dụng phụ. Chè dây có rất là nhiều công dụng, nhưng tác dụng chính của vị thuốc này là hiệu quả tiêu viêm, giải độc. Sử dụng hiệu quả trong việc điều trị chứng viêm loét dạ dày, đầy hơi, ăn uống khó tiêu, trào ngược dạ dày. Dưới đây là một số tác dụng chính mà chè dây mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Giúp giảm ở hơi, ở chua, đau rát thượng vị, giảm trào ngược dạ dày, hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, giúp giải độc cho cơ thể, tác dụng